Nên lễ đại đức mình nặng dạ cho con số đồ anu pa đồ tim mục mục khề tàn nụ ta chấp và mình ba ta cha a thích không hủy ba phá hoại hộ trì giới căn bản ăn uống có tiết độ sàng tọa chỗ nhận tịnh chuyên chú tăng thượng tâm chính lời chư Phật dạy. Dạ đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: sống đời vô hại vô vi, sống đời ăn giặc khổ trì giới căn, sống đời tiết độ uống ăn, sống đời tịnh niệm Phật hằng ngợi khen. Dạ đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ thì cũng dạ đến đến giờ kính xin thỉnh pháp sư. Dạ, hôm nay là đại đức Minh Mẫn phải không? Dạ. Dạ con kính mời tất cả Phật tử cùng dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Cấp Tính, Đại Đức Tị Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tamachari, cô tu nữ Viriyaratana, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Đặng Long, chị Cá Minh, xin anh Minh cho biết tiếng Việt nghe rõ. Con xin kể cho kinh Bát Cú số 185. Anubhava do anubhagato bati mokhe cha sangvaro matang nuta cha patasmin batang cha sa jana sa nang ati chite cha ayogo etang buddha na sa sa nang. Không phỉ báng, phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sống tọa, chỗ nhàn tịnh, chuyên chú, tăng thượng tâm, chính là lời chư Phật dạy. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anubhava do anubhagato bati mokkhe cha sangvaro matang nutta ta cha ba ta smin ba tăng cha sa và na sa năng a thi ki te cha a yo go e tăng bút tha na sa sa năng. Sống đời vô hại vô si, sống đời ẩn dật khổ trì giới căn, sống đời tiết độ uống ăn, sống đời tĩnh niệm Phật hằng ngợi khen. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và con đã kể xong ạ. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Alo. Chào bài. Con kính cảm ơn đạo tràng.
Nam mô Bụt Thà Ga, Nam mô Tham Ma Ga, Nam mô Sang Tha Ga. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 185. Alupagado alupagato patimokhe chasang walo matang nyuta chap patasmin pantang chasa ra là sa lằng athite cha a dô vô e tăng bút thà la sa sa lằng Alupavado alupagato patimokkhe chasangvalo matanyu ta chapat tasmin pantanh chat sap ra la sa lang athichitte cha a dô vô etang buddha la sa sa lang alupavado alupagato và tim mốc kề chắc rằng qua lồ mắt tành nhủ ta chắc tát mình bàn tành chắc xa ra là xa lằng a thi chi tề cha a dô vô ê tầng bút thà la xa xa lằng không phỉ báng phá hoại hộ trì giới căn bản ăn uống có tiết độ sàng tọa chỗ nhàn tịnh chuyên chú tăng thượng tâm chính lời chư Phật dạy. Đó là bản dịch của Thẩm Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính mời cô lên thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thà Ga. Dạ, Nam mô Bụt Thà Ga. Su Kha, Phật tử cùng tâm phương. Chúng ta hướng thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Thà Ga, Nam mô Sang Kha. Thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Tín, con kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, kính đảnh lễ và đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ. A sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa na mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahmacalokadhipati sahambati tatancali angthivarang ayacatha. Sati tha satta baraja katya tika de se tu tham mang anu kham bi mang ba cham sa tham ba be rim vi na chang cha ka yang su tang cha pa dang ma cham mang A cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba thô này dê ba chỉ sa yam man chê e vam sa hâm ba ti brahma ba ga quan tăng a ya cha tha tùng hi pa huê na tăng bút thô a nun nay ya thi wa cha yam
tăng a vô tha ya ba đê na ga ya yam ta tô ga tô bánh cha ga ya đa yô nay dê a măng ba dê si thâm ma tôn ta tô ba phu sam bút thô a nu na thâm ma đê sa năng ma ga wa sa ni de se si sa ta nang a tha di tha kam te na sa thu a ye ban te de se tu tham ma de sa nang sa pa ri ya pa ri sa ya a nu kham ma bi ka ta we chúng sanh cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đắng như ánh sáng chỗ lành giải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm điên vẫn ngâm ngùi khẩn khoản phật nhân lời những chẳng gì hơi quyết lòng đạo ý đời nhắm vương long giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mươi lăm hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập mà đám mưa lạnh khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn tự bi chốn chốn ni tôi mê cầu được tí tí vẹn toàn. Dạ nam mô Bố Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sân Khai Giá. Dạ chúng con đã cung thỉnh pháp sư và hôm nay là con kính dâng miết lại cho đại đức Minh Mẫn và mình đại đức Hoan Hỷ nhận miết để thuyết giảng bài pháp cú số 186 cho chúng con. Dạ con kính dâng miết lại cho đại đức ạ. Dạ sa thú làm thay kính tri ân cô Lạc Lê. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, sau khi chúng ta ôn xong bài học cũ, bài học 185, bây giờ chúng bước sang bài học mới với câu kệ pháp cú số 186. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Nakaha panawassena. Nakaha panawassena. Đoạn thứ 2: Tittika me suwicchati. Tittika me suwicchati. Đoạn thứ 3: Appasada dukkha kama. Appasada dukkha kama. Và đoạn thứ 4: Iti vinnaya pandito. Iti vinnaya pandito.
Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên ná, đây là một phủ định từ, có nghĩa là không. Từ thứ hai, ca hà panawase ná, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, ca hà paná cộng với là wase ná. Ca hà paná theo nghĩa từ ngữ nghĩa đen đó, Kahapana có nghĩa là đồng tiền vàng. Nhưng mà nếu dịch theo ngữ cảnh, dịch theo văn cảnh, dịch theo ý nghĩa dựa duyên sự của câu kệ này đó, thì Kahapana ở đây đó mình phải dịch đó là bảy báo hay là vàng cũng được. Quá xá đó có nghĩa là năm, mà cũng có nghĩa là mùa mưa, rồi cũng có nghĩa là mưa. Thì kahapana quá xá đó, mình dịch đó là mưa bằng vàng. Nếu mà dịch dựa theo duyên sự của cái câu kệ này đó thì là mưa bảy báo. Rồi đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên tích tí, tí có nghĩa là sự thỏa mãn, tích tí là sự thỏa mãn. Từ thứ hai ca mê su, ca má chia theo cách thứ bảy, ca má mình dịch theo hán tự đó là dục, các dục, đây là số nhiều thành âm dịch là các dục. Nhưng mà dục tiếng Hán, tiếng Việt đó là sự ưa thích. Từ cuối cùng vicchati, đây là một cái động từ tồn tại hiện hữu, có cũng được. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba, vicchati có nghĩa là tồn tại hiện hữu có. Đoạn thứ ba của câu kệ chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên appasada, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, appa cộng với là asada. Appa là ít ỏi, nhỏ nhen. Còn asada là sự khoái lạc. Ngài Minh Châu người dịch là vị ngọt. À, rồi chúng ta lấy hai nghĩa, vị ngọt, sự khoái lạc. Appasada là ít ngọt hay là ít khoái lạc. Rồi từ thứ hai, Dukkha. Dukkha từ này bà con chúng ta quen. Dukkha là khổ hay là những sự khổ. Từ cuối cùng kama, kama chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Kama là các dục hay là những sự ưa thích. Bước sang đoạn thứ tư, đoạn thứ tư có ba từ. Từ đầu tiên ý tí, ý tí đó ở trong tiếng Bali nó giống như tiếng Anh đó là mở ngoặc đóng ngoặc hai chấm,
Thành ra chữ ý tí này mình dịch đó là rằng. Từ thứ hai, huynh nha giá, đây là một cái một cái bất biến quá khứ phân từ của động từ quý cha na tí. Quý cha na tí các ngài dịch đó là tuệ tri, thành ra đó là huynh nha giá, mình dịch đó là đã tuệ tri hay là sau khi tuệ tri. Mà tuệ tri đó cũng là từ tiếng Hán, dịch nghĩa tiếng Việt mình đó là hiểu rõ ràng, hiểu tới nơi tới chốn. Đó mình dịch tiếng Hán đi cho nó gọn, là đã tuệ tri hay là sau khi tuệ tri. Từ cuối cùng Pandito là bậc thiện trí. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi nè. Bốn đoạn này là hai câu, xin thưa quý vị. Câu một đó là đoạn một, đoạn hai. Động từ chính là từ quyết chất tí. Dịch theo từ ngữ chúng ta sẽ dịch như thế này. Tích tí là sự thỏa mãn ca mê su trong các dục. Ná không quýt chất tí tồn tại hay là có hay là hiện hữu. Ca hà panawase ná bằng trận mưa vàng hay là bài báo. Đó là chúng ta dịch theo ngôn ngữ, xin thưa quý vị. Đoạn thứ ba, thứ tư là một câu nữa. Quỳnh nhà giá, sau khi tuệ tri ý tí rằng kama các dục appasada ít ngọt dukkha nhiều đắng. Còn nếu mà chữ appasada này đó mình dịch đó là ít lạc, thì dukkha mình dịch đó là khổ, nhiều khổ. Ít lạc, nhiều khổ. Cái câu này chúng ta thấy không có động từ, thành ra đó chúng ta ngầm hiểu có cái động từ to be. La pandito bậc tri. Dịch cái đoạn 2 lại, cái câu 2 lại. Huynh nhà giá, sau khi hiểu, sau khi tuệ tri ý tí rằng kama các dục appasada ít lạc dukkha nhiều khổ, pandito là bậc tri. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 186. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 186. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi. Sakkhato phakkhavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatippanno phakkhavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Namatu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử.
Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm pháp của kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 186. Câu kệ này cùng với câu kệ pháp cú số 187 nằm trong phẩm Bút Tháo Quát Cá phẩm Phật Đà có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Bá Ná, đề cập đến một vị tỷ kheo không hoan hỷ, không thỏa mãn trong đời sống phàm hạnh. Tôi nghe truyền rằng vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, có một vị kheo, có một thiện nam tử xuất gia thọ cụ túc giới. Sau khi trở thành vị tỷ kheo, bây giờ vị tân tỷ kheo này được thầy tế độ dạy: này con hãy đến ở chỗ đó đó để mà học pháp. Học pháp. Thì vị tân tỷ kheo này đã vâng lời của thầy hòa thượng, đến cái chỗ đó để mà học pháp. Thì ngay khi đó, đó song thân của vị tỷ kheo này lâm trọng bệnh và muốn được gặp mặt con. Nhưng mà vì cái vị tân tỷ kheo này ở tương đối xa, thành ra không có người đến báo tin được. Và song thân của vị tân tỳ kheo này nhớ thương vị tỳ kheo này vô hạn, cho nên khi mà sắp lâm chung đó mới bảo với người em trai của mình, mới di chúc với người em trai của mình là em hãy dâng y bát đến cho thường xuyên hộ độ, ha, cúng dường y bát đến cho con trai của ta. Rồi song thân của vị này đã mới gửi lại cho người em của mình số tiền 100 đồng Kahapana để lại cho con của mình. Và rồi hai người đã xuôi tay nhắm mắt. Thì sau khi mà song thân qua đời xong đó, bấy giờ vị tỳ kheo này trở về nhà, về thăm cha mẹ của mình. Thì người chú đó mới quỳ xuống dưới chân của vị tỳ kheo này khóc than, nói là bạch ngài, song thân của ngài đó vì thương nhớ ngài quá cho nên đó là mới qua đời rồi. Và trước khi qua đời đó, song thân của ngài có để lại cho ngài một số tiền là 100 đồng Kahapana. Vậy thì chú sẽ sử dụng cái số tiền này như thế nào? Cái vị tỳ kheo này đó, lúc bấy giờ đó, tâm còn khăng khít ở trong đời sống phàm mạnh. Tâm còn khăng khít ở trong cái vấn đề đó là thiếu dục tri túc. Cho nên đó mới nói với chú đó là: này chú, thôi được rồi, bần đạo đó không có cần chi tới số tiền ấy đâu. Nhưng mà một thời gian sau đó, vị này sống trong đời sống phạm hạnh, sống trong đời sống tu hành đó, mà không có cái sự khăng khít, không có cái sự tha thiết, không thành tựu được cái chi chi cả. Cho nên đó, mới có cái suy nghĩ khác đi. Không giống như cái suy nghĩ ban đầu nữa. Cái gì nó mới suy nghĩ ra là mình sống đời sống tu hành, đi bát từng nhà để mình mạng sống vậy nè, thì nó đâu có lợi ích chứ. Bằng cái việc đó là mình nhận 100 đồng Kahapana đó để mà sinh sống đó, thì nó vui hơn.
nó an lạc hơn, nó hạnh phúc hơn. À, vì nó suy nghĩ vậy, nó bắt đầu mới có cái ý định là thôi không tu nữa. Và khi mà có cái ý nghĩ đó khởi lên thì bây giờ vị này không còn hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh nữa. Vị này đã bỏ thì tụng kinh, bỏ rơi thiền định, bỏ bê bổn phận phận sự của một người tu. Và một thời gian sau đó, vị này mới trở nên ốm o gầy mòn. À, thì lúc bấy giờ đã các cái vị tỳ kheo trẻ và sa di hỏi đó, thì vị này đã mới thú thật, nói thưa chư huynh đệ, tôi bị cám dục rồi, tôi muốn hoàn tục. Cám dục ở đây mình hiểu đó là bị dục lạc cám dỗ, tức là bị dính mồi của ma. Thì chư tỳ kheo trẻ và các cái vị sa di nghe vị này nói vậy cho nên mới mét lên Đức Thế Tôn. À, khi đó Đức Thế Tôn kêu vị này nó mới hỏi, nói này tỳ kheo, có đúng vậy không? Thì cái gì tỳ kheo này mới trả lời là bạch ngài, quả thật đúng vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này tỳ kheo, tại sao đó ngươi lại hành động như vậy? À, ngươi lại hành động như vậy. À, nếu như đó mà ngươi không có tu hành nữa, trở lại đời sống thế tục đó, thì ngươi làm gì để mà sống? À, thì vị tỳ kheo này mới trả lời là bạch ngài, con có được 100 đồng kahapana. À, con lấy 100 đồng kahapana đó để làm kế sinh nhai. À, lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới nói, à vậy thì ngươi hãy mang lại đây một số sỏi, rồi ngươi hãy tính thử xem, à, ngươi có thể nuôi mạng sống của ngươi với số 100 kahapana đó hay không? Cái vị tỳ kheo đó nghe lời của Đức Thế Tôn mang sỏi đến, Đức Thế Tôn ngài mới phân tích cái đời sống của người tại gia cư sĩ cần chi dụng những cái gì, những cái gì bằng 100 đồng kahapana đó. Nghe nói nè, 50 viên sỏi tức là 50 đồng tiền vàng đó mua vật thực, 25 viên sỏi tức là 25 đồng tiền vàng đó mua một cặp bò. À, rồi bỏ ra thêm một ít mua hạt giống, bỏ ra thêm một ít mua ắt, mua cày, bỏ ra thêm một ít mua cuốc, à, bỏ ra thêm một ít mua rửa, mua búa. À, mua rửa, mua búa. À, thì sắm sửa hết tất cả các cái nông cụ đó, đó. À, thì ngươi nghĩ thử coi, 100 đồng kahapana đó có đủ hay không? Và nếu mà không có đủ đó thì làm sao sống đấy? Cứ bắt đầu ra là Đức Thế Tôn ngày mới dạy tiếp, ngày nói này thì kheo, cái số kahapana mà ngươi có đó nó ít quá, ngươi nhờ vào cái số kahapana này đó để mà sinh sống đó, thì làm sao đó có được một cái đời sống an lạc hạnh phúc, làm sao đó thỏa mãn được cái thị hiếu hưởng thụ ngũ dục lạc ngũ trần của ngươi được. Cái bắt đầu đó Đức Thế Tôn ngài mới kể cho nghe về cái tích chuyện vua chuyển luân vương Man Tha Tú. Vua chuyển luân vương Man Tha Tú đó có một cái phước vật rất là đặc thù. Ngài chỉ cần vỗ tay một cái thôi thì lập tức đó là có mưa bảy báo. Mưa bảy báo đó xuống ngập lên tới đầu gối. Ngập lên tới đầu gối. Ấy thế mà vua Man Tha Tú đó cũng không có thỏa mãn với của cải đó. Vua Man Tha Tú đó cũng không có thỏa mãn với cái quyền là vua chuyển luân. À, mà vua đó còn muốn cai quản luôn cả cái cung trời đao lợi. Và chính vì cái chỗ đó không thỏa mãn với danh lợi đó,
Cho nên vua Man Tha Tú đó đã phải bị chết. Do đó phải bị chết. Và cuối cùng đó Đức Thế Tôn Ngài mới kết thúc. À, bằng hai cái câu kệ này để nói cho cái vị tỳ kheo đó, đó riêng, và nói cho những ai đó mà có thể nghe được hai cái câu kệ này đó chung, là cái lòng tham của con người là vô đáy, không bao giờ thỏa mãn được. Và cái mặt trái của tham đó, hay là khi mà lòng tham đó không được thỏa mãn thì sẽ phải bị khổ. Và sẽ phải bị khổ. Khi thỏa mãn được thì có một chút lạc hay là vị ngọt. Nhưng mà để đạt được một chút lạc hay là vị ngọt đó, đó thì người nói chung, xin lỗi, nói riêng và chúng sinh nói chung phải trả một cái giá đó rất là nặng nề, rất là nhiều. Giá rất là nặng nề, rất là nhiều. À, thì khi hiểu ra được tham là gì, cái nguy hại của tham như thế nào, à, thì từ đó đó mà có cái sự từ bỏ tham đó đi. À, thì khi mà từ bỏ được tham đó, đó thì lúc bây giờ trở thành bậc trí. À, lúc bây giờ trở thành bậc trí. À, thì Ngài giải đại ý vậy đó. Cái bắt đầu đó là Ngài mới thiết lên hai câu kệ này. Hôm nay chúng ta học câu kệ đầu là 186. Na ca hà pa na vát xê na tít tí ca mê su vít chá tí áp pa sa đà rút khà ca ma ít tí huyền nhà giá anh đi tù. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu kệ thơ năm chữ: dầu mưa tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Và đồng thời chúng tôi khi nãy cũng có thấy, à, đây có bản dịch của Ngài Hòa Thượng Ngài Giới Đức. Cái bản dịch này đó so với bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu thì hơi khác tí, và do với so với bản Bali đó thì chúng ta thấy nó hơi thiếu thiếu, nhưng mà vì quý vị đưa lên thành ra chúng tôi cũng xin được đọc để bà con chúng ta tham khảo. Trận mưa bảy báo đầy tràn, chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người. An ôi dục đắng khó trôi, dính rây chút ngọt, vui rồi khổ thêm. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này, thành ra chúng ta có ba bản dịch. Đây là ba cái phần để chúng ta tham khảo hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài giảng. À, thì lúc nãy kết thúc cái phần đúc kết cái phần duyên sự đó, à, chúng tôi cũng đã có trình bày đến với bà con chư Phật tử là Đức Thế Tôn Ngài thuyết cái câu kệ này cho vị tân tỷ kheo đó nói riêng và cho tất cả những ai nghe được đó nói chung. À, về ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này đại ý đó, biết được tham là gì, cái nguy hại cái nguy hại của tham đó như thế nào, à, từ đó đó mà cố gắng từ bỏ tham đó đi. Thì với ai đó mà từ bỏ được tham thì người đó được gọi là Panditô, bậc trí. Thì đó là đại ý. À, cái ngắn gọn chúng ta hiểu qua cái câu kệ Bali này đó là như vậy. À, bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình để diễn giải rộng ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này đến với
bà con chư Phật tử chúng ta, những ai có đồng quan điểm, đồng tri kiến với chúng tôi, thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ lãnh hội được. Từ đó đó mà chúng ta cố gắng sống theo, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mỹ mãn trong việc học pháp, hành pháp. Đoạn 1 có câu kệ Đức Thế Tôn ngày dạy. Đoạn 1 và đoạn 2 là một câu ngày dạy. Na ca hà va na wa se na tích tí ca mê su vi chật tí. Sự thỏa mãn ở trong các dục đó, thì không có hay là không tồn tại, bằng mưa vàng hay là mưa bảy báo. Thì mưa vàng hay là mưa bảy báo đây đó là Đức Thế Tôn ngày dựa vào cái túc sinh truyện vua Chuyển Luân Vương Man Tha Túc, để ngài sử dụng cái cụm từ các ha panawasin. Đó là đã là vua Chuyển Luân rồi nè, quý vị biết đó, vua Chuyển Luân này nha, là phước báo kinh thiên động địa mới được trở thành vua Chuyển Luân phàm. Nhưng khi đã trở thành vua Chuyển Luân rồi và có một cái phước vật đặc thù nữa đó, đó là chỉ cần vỗ tay cái thôi là có một cái trận mưa bảy báo nó rớt xuống, rớt ngập đến đầu gối đó. Vậy đó mà cái vị vua đó cũng vẫn chưa có thỏa mãn. Rồi khi đã là vua Chuyển Luân Vương, tức là cai quản bốn bể rồi. Vua Chuyển Luân Vương đó là cái quyền hơn đại đế. Đại đế đó hơn vua, hơn đại vương đó. Đại vương đó thì hơn là vương, vương tức là tiểu quốc. Mà đại vương đó thì là vua có cái quyền lực rộng lớn hơn tí. Mà đại đế đó là có cái quyền lực hơn đại vương. Vua Man Thách Tha, vua Chuyển Luân Vương đó, thì so với cái cõi người này đó, xem như là cái quyền lực rộng lớn nhất. Ấy thế mà vua Man Tha Tú đó chưa thỏa mãn, vẫn chưa hài lòng với cái danh vọng đó, rồi còn muốn chiếm luôn cái cõi trời đau lận. Cái lòng tham mãnh liệt vậy đó, nó đốt cháy khiến cho vua đó phải mệnh chung. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngày sử dụng cái cụm từ này giống như là một cái thành ngữ để nhắc nhở lại cho người nghe hiểu ra rằng lòng tham của con người nói riêng và của chúng sinh nói chung là không có điểm dừng. Dạ là không có điểm dừng. Thì ở đây đó mới chỉ cho lòng tham ở trong các dục thôi. Kama, các dục. Thì các dục ở đây đó mình hiểu là gì? Là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Là năm dục trưởng dưỡng, năm dục hấp dẫn, năm dục thu hút. Dạ, năm dục thu hút. Còn nếu như mà định nghĩa một cái cách khác đó, theo Phật giáo Bắc Âm đó, thì tục ở đây mình hiểu đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tài sản, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng địa vị, thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Đây là năm thứ hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn con người nói riêng và chúng sinh nói chung ở trong cõi hữu sắc. Thì từ cái chỗ mà chúng tôi mới định nghĩa về các dục rồi phân loại các dục đó, chúng ta mới thấy nè,
Người bình thường mình đó ai cũng đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta có khi nào đó, mà mình thỏa mãn cái thỉa dục lạc của mình nè, trong cách nhìn không? Trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái xúc chạm không? Không. Quý vị thử để ý đi, từ cổ chí kim không bao giờ người nghèo có cái sự thích thú của người nghèo, người giàu có sự thích thú của người giàu, người không có quyền quy có sự thích thú của người không có quyền quy, và người có quyền quy có sự thích thú của người có quyền quy. Và cái sự thích thú đó không có điểm dừng. Khi mà mình còn nghèo khó đó thì mình chỉ ước ao mong muốn thích thú làm sao đó để có mặc là được rồi, ăn cho nó no, mặc cho nó ấm là đủ rồi. Nhưng mà khi được ăn no mặc ấm rồi thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó, mình nhìn chung hay xin thú vị chứ đừng có nhìn riêng lẻ quá ha. Thì lúc đó đó chúng sinh có thỏa mãn không? Không. Ăn no rồi thì muốn ăn ngon, mặc được đẹp rồi, mặc được ấm rồi thì muốn mặc được đẹp. Và muốn mặc được đẹp, còn đối với danh vọng, mình mà có được danh xưng thì mong muốn ước muốn có danh xưng cao hơn, cao hơn rồi cao hơn nữa, đến độ đó đã được làm chuyển luân vương rồi mà vẫn chưa thỏa mãn nữa đó, xin thưa quý vị. Điều đó có nghĩa rằng là mình có con mắt nè, cái lỗ tai nè, cái lỗ mũi nè, cái lưỡi nè, cái thân này thì không bao giờ biết no đối với năm căn này. Khi chưa được nhìn thì mình ước ao mong muốn được nhìn. Được nhìn rồi thì là ước ao mong muốn được nhìn nữa. Được nhìn nữa rồi thì vậy bây giờ mình ước ao mong muốn được nhìn nhiều hơn nữa, được nhìn cái khác nữa. Để thành thà thử ra đó, bà con chư Phật tử chúng ta để ý, thử, thử thử xem ha. Những ai mà đam mê thích thú trong ăn uống đó, thì trong ăn uống đó thì bắt đầu đó là họ thử, họ tìm tòi để làm sao đó thử được các cái món ngon vật lạ. Người thích ăn bún bò đó thì bắt đầu đó là ăn ăn trong đó đã một cái loại bún bò, ví dụ như là bún bò Huế, rồi xong rồi bắt đầu cái thử sang bún bò Hà Nội, rồi xong rồi thử sang bún bò Quê, bún bò Hà Nội, bún bò Nam. Hết bún bò xong cũng bắt đầu thử qua món khác. Cứ đi tìm tòi để thỏa mãn cái lưỡi, cái vị đó, vị giác. Nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta làm sao đó thỏa mãn được cái vị giác vậy. Rồi cái nhìn là có nhiều người đó thích thú trong cái việc đó là du sơn ngoạn thủy. Du sơn ngoạn thủy là thích đi du lịch đây đó. Có người đó họ tự hào đó là trên thế giới này họ đi khắp hết, không có nào mà chưa từng đi. Nhưng mà không tin ha, bà con chúng ta tới hỏi người đó coi, vậy chứ đi được nhiều vậy, đi hết vậy rồi đó mà đã thỏa mãn chưa, đã hài lòng chứ, còn muốn đi nữa không? Đó thì người đó cũng sẽ trả lời liền, muốn còn. Thì có nghĩa đó là cái con mắt này nó không bao giờ biết no, không bao giờ đó thỏa mãn được cái thị hiếu của cái con mắt này cả, thị hiếu hưởng thụ đó của con mắt, thị hiếu hưởng thụ của cái lưỡi, thị hiếu hưởng thụ của cái lỗ tai, thị hiếu hưởng thụ của cái lỗ mũi, thị hiếu hưởng thụ của xúc giác.
Lòng tham của con người là như thế đó. Nếu thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, mình nghèo khó nè, mình ít nguyên quyền đó, thì cái sự thích thú của mình đó, có thể nói đó là ít ít một tí. Như mình chưa có điện thoại đó, thì mình chỉ cần có cái điện thoại thôi là được rồi. Có thể đó là mua cái điện thoại Nokia hoặc là Samsung gì đó, chừng 200-300 ngàn đó là xài được rồi. Ra xa được rồi. Nhưng mà rồi khi có đó thì bắt đầu đó là mình muốn cho nó tốt hơn, nó đẹp hơn gì gì đó thì đằng sau đó đi. Rồi giờ chúng tôi chỉ thử hỏi bà con nữa thôi, đó là khi có cái điện thoại để mà mình xài đó đó, 500-300 ngàn gì đó, thì để có được cái điện thoại đó đó, thử hỏi bà, có được cái điện thoại đó rồi đó là mình vui nhá, mình hoan hỷ nè, mình hạnh phúc nè, là gì có nè. Nhưng thử hỏi bà con chúng ta đó, để có được cái đó đó thì mình phải mất những cái gì? Mình phải mất những cái gì? Sắm được cái điện thoại 500-300 ngàn với cái khả năng của một người nghèo khó đó. Thì thử hỏi bà con là dễ hay là khó? Khó. Khó chứ không phải là dễ đâu. Cơm không đủ no nè, áo không có đủ mặc nè, nhà đó thì là dột tứ tung. Thì thử hỏi đó, để tích lũy tích góp được 500-300 ngàn đó đó, để thỏa mãn cái việc được sử điện thoại đó, đó là mình phải đánh đổi nhiều lắm đấy xin quý vị, là phải cực lực đi lao động nè, là phải nhịn ăn nhịn uống nè, để tích góp từ từ nè, phải đánh đổi cái thời gian đó, rồi thậm chí đó là có nhiều thứ khác nữa, để tích góp từng đồng từng cắc cho nó đủ 500 ngàn. Để khi đủ 500 ngàn đó, mới mua được cái điện thoại, có được một cái điện thoại, thì lúc đó đó mới có được cái sự vui của việc có điện thoại đó. Nghe đang giảng pháp, nghe sư pháp tính đưa lên tin này cũng hơi xúc động rồi. Cuộc đời vô thường nữa rồi, vô thường hiện bày nữa rồi. Thiên sứ đang đến. Để chúng ta tiếp tục, để thỏa mãn một cái dục lạc nào đó của mình, xin thưa quý vị, chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều thứ mới có nó được. Thì thử hỏi bà con, chứ đánh đổi đó đó, đánh đổi tiền bạc nè, đánh đổi công sức nè, đánh đổi thời gian đó đó, thì cái đó là lạc hay là khổ? Để ăn ngon đó, đánh đổi rất là nhiều thứ. Thì quá trình đánh đổi đó đó là khổ. Bữa ăn chúng ta ăn có chút xíu à là hết rồi, nhưng mà có được một bữa ăn thì phải trải qua rất là khó, phải thành ra đây đạt được. Lạc ít khổ nhiều là như vậy đó. Và rồi nè, còn thêm một cái phương diện khác nữa nè. Cái khổ hay cái lạc đó nó thay đổi chóng mặt luôn, nó thay đổi liên tục luôn. Không bao giờ đó nó trường tồn, nó còn lại. Vì do cái tính chất thay đổi biến hoại đó đó, mà khiến cho chúng ta đó là phải bực bội khó chịu hơn nữa. Do đó đó, ở đây mới nói đó là
Appasada Dukkha Kama. Đắng nhiều hay là lạc ít, khổ nhiều, để chúng ta cần phải hiểu. À, thì với ai mà hiểu vậy đó, hiểu vậy thì bắt đầu đó là mới không còn dính mắc, mà còn thích thú nữa, không còn đắm nhiễm trong cái vấn đề được và mất, có và không có. À, thì với ai mà không đắm nhiễm kẹt ở cái chỗ này đó, thì người đó sẽ có một cái đời sống tự tại, thoải mái, thánh thiện, thoát tục. À, thì bậc thánh đó là người sống đời sống tự tại, thoải mái, thánh thiện, thoát tục, giống như sen ở trong bùn đó mà không có hôi mùi bùn. À, lý do đó là gì? Người ta đã hiểu ra được các dục này nó vui nhiều, à, nó vui ít, nó khổ nhiều vậy, rồi nó biến hoại, đổi thay, cho nên đó là người ta không có chạy theo nó. Yeah, người ta không chạy theo nó. Thì chúng tôi có một đôi điều hiểu biết về ý nghĩa của cái này là như vậy. Và đời đó cũng hay tin sư pháp tính mới đưa cái tin lên đó, cho nên đó, dầu gì nữa chúng tôi cũng còn phàm, thành ra nó cũng có chút động lòng rồi chút chi phối. Nên thời giảng tại đây, phước báo pháp sanh do thời giảng pháp này xin được cúng dường đến chư tôn đức, xin thành tâm cúng dường đến sư trưởng, cầu mong chư tôn đức, sư trưởng tùy hỷ với phước báo này để bổ túc ba độ, sớm thành tựu đời sống phạm hạnh. Chia đều thể chư Phật tử. Không được tiến qua trong Phật, cả chư thiên cõi lực đại này đến chư thiên rồi, để xin các ngài hộ trì chúng sanh đồng mà tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con kính sa thú đại đức Minh Mẫn và kính thỉnh đại đức Pháp Tính có vài lời cho thượng tọa Minh Hạnh muốn hỏi và thỉnh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn. À, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chuyện nam tu nữ. Hiện giờ chúng tôi đang ở trong bệnh viện Hòa Thượng Giáp Chánh. Vị ân sư hòa thượng chúng tôi đang nằm bệnh rất là nặng. Mấy ngày trước thì còn biết đau nhất, còn ngày hôm nay thì người ta đưa ống vào ở trong lỗ mũi để truyền thức ăn xuống thực quản, mà giờ hòa thượng cũng không có còn nhận thấy đau, có nghĩa là cũng không còn biết đau nữa rồi. Thì bác sĩ nói do cơ thể các căn trong người quá yếu, thành ra không có còn biết trả lời hay là phản ứng gì hết. Chúng tôi cũng rất là xúc động mà rất là đau lòng phải nhìn cái cảnh này. Và hiện giờ chắc có lẽ sẽ thay phiên nhau để ở trong bệnh viện để có hình bóng của chư Tăng trong cái khoảng thời gian này. Dạ, do vậy mà cũng mong quý vị
hồi hướng được những phước thiện nào quý vị đã làm, hồi hướng đến chư thiên, mong chư thiên hộ trì cho hòa thượng Nhất Chánh bớt đi cái sự đau đớn rồi được thanh thản. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ thượng tọa cầm mic, thượng tọa dân phước lành từ trước đến giờ thượng tọa đã tạo đến hòa thượng Nhất Chánh, mong cho cái phước lành này của thượng tọa làm cho hòa thượng bớt đi cái sự đau đớn, và cũng thỉnh thượng tọa Minh Hạnh quan hỷ tụng kinh chúc cho lớp học, đồng thời cũng dâng phước đến hòa thượng Nhất Chánh. Và bây giờ con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính nghiêng mình đảnh lễ Ngài Hòa Thượng, Tức là Sư Trưởng, Bậc Ân Sư của con và của tất cả quý vị ở đây. Những phước lành nào con đã tu tập được, con kính dâng đến Sư Trưởng, và cũng xin hồi hướng phước lành đến cho tất cả chư Long Thiên hộ Pháp. Xin các ngài hộ trì cho Sư Trưởng được mọi sự tốt đẹp trong cái lúc lâm bệnh này. Cầu xin cho Ngài được mọi sự như ý. Và xin tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử, tất cả chúng ta cũng hướng tâm đến Sư Trưởng. Và giờ phút này thì Sư cũng rất là xúc động, không biết nói gì hơn nữa. Thì cũng xin phúc chúc cho quý vị Phật tử sắp bấm mang ở lăng ra khánh tử sắp bê đê vô ta sắp bấm bút đá nó phá quê nó xa đa sở thi phá quanh tử tê. Phật tử sắp bấm mang ở lăng ra khánh tử sắp bê đê vô ta sắp bấm hâm ma nó phá quê nó xa đa sở thi phá quanh tử tê. Phật tử sắp bấm mang ở lăng ra khánh tử sắp bê đê vô ta sắp bấm sang khá nó phá quê nó xa đa sở thi phá quanh tử tê. Tất cả phước báo không có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Và cũng bạch riêng với lại đại đức Pháp Tính, ngay lập tức chúng tôi cũng sẽ thỉnh sư tự quyền giao tỉnh này để sư Pháp Tính phụ lo cho sư trưởng. Dạ, kính cảm ơn. Và sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya deva ta san vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so
thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu tê cha la pu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma qua răng ba tít cha tê sắp về bi đúc ca sa kha rôn tu sang kha dăng tha tu ki răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ca la sang khô tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khăn tu sắc thầm mô sắp về bi thầm ma cha ri nô út thêm dâm ba phu ni ya ma tham ma ri ya ba về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin sung mít.